Cái sinh nhật đó là phụ nhưng mà khoe con là tránh. Sẵn sinh nhật hôm nay khoe con luôn. Cái gì đâu mà đẻ quá trời đẻ, sao ba đẻ sai dữ vậy con? Cuộc đời cái gì đâu mà bộ sao mà đẻ dữ vậy ta? Chịu đẻ dữ à? Thế này tại sao tôi lập cái kênh YouTube á, là coi như là cha con Kim Tiểu Long, các bạn thấy là nhân viên kỳ cục không? Tại sao lại như vậy? Là tự nhiên ra vlog á, là coi như là cha con Kim Tiểu Long, là bởi vì tôi nói ra, tôi ngồi tôi nói Long với Lý Triệu Dân ngồi ở ngoài đường phố á, ban đêm á, hai anh em lập cái kênh là cha con Kim Tiểu Long. Rồi á, Long có nghĩ là Long sẽ nói là sau này Long có rất là nhiều con, mà con ruột có, con nuôi có, mà con nuôi rất là nhiều nha. Long có một cái linh tính cái điều đó vậy đó. Cho nên là thôi bây giờ giới thiệu lại tên của con nha. Hôm bữa mà ba chưa gặp con đúng không? Rồi sắp tới là một cái bài hát hát chung với nhau. Ừ, tới con, ok. Này là chị, này là chị cả. Chị cả của tất cả các con nè, chị cả tên gì? Dạ, chị cả tên Kim Tiểu Ly. Rồi, con. Dạ, con tên là Hoàng Nam. Ca sĩ Hoàng Nam, vào đây con. Rồi, rồi con nữa rồi. Con. Dạ, con tên là Bảo Đẹp Trai. Bảo Đẹp Trai nó chặt tôi luôn chứ trời. Con kệ con mình mà. Rồi, cô gái bé bỏng của ba. Tên Bảo Nhi. Bảo Nhi, con mới vô. Dạ, con tên Thiên Quý. Ca sĩ Thiên Quý nha, cả nhà nha. Bữa hôm là ba chưa chứng kiến con hát nha. Con. Dạ, dạ con tên là Đặng Như Quỳnh. Như Quỳnh, con. Dạ con tên là Thẩm Yến. Thẩm Yến, con. Tên là Như Ý. Các bạn ơi, tôi nói thiệt với bạn còn nữa. Nhưng mà bây giờ nó giới thiệu một loạt vậy chứ tôi, mấy tháng nếu tôi ở gần mấy tháng tôi mới thuộc hết tên. Quý vị thông cảm như là bởi vì em đẻ ngang hông mà làm sao em nhớ hết được. Chắc ở nhà mà phải ở chung trong một nhà rồi la ghét rồi mới nhớ được cái tên của các con đó. Chứ bây giờ là mỗi lần mà muốn la các con cái gì hay làm việc cái gì kêu tên lại rồi mọi đứa nói tên rồi ba mới nhớ dần dần nha. Rồi con lại đây. Ủa? Trời ơi, tại vì bây giờ cái tiết mục con đang mặc đồ trắng tự nhiên cô lù lù vô, con tưởng đâu có đứa con nào mới vô nữa. Con này hơi bị già háp thôi quý vị. Chị cả cười quá vậy chị cả. Chị cả vui, chị cả cười đó quý vị, thấy không? Gia đình, đại gia đình của em, các bạn, các anh, các chị thấy có vui không? Vui. Vui không? Vui. Ok, mình vui chung nha, chứ không phải vui riêng nha. Rồi, thôi bây giờ thì hôm nay là sinh nhật của đồng nhỏ Kim Tiểu Long ngay ngày 1 tháng 5. À, mình chọn một cái wheel là Long nói là Long muốn chọn một cái wheel đầm sen, à, có hồ sen, có này kia kia, nhà thủy tạ này kia kia nọ, thì kêu Trương Vinh với thằng Trần Nam Official TV gì đó đi chọn, thì không ngờ là cái wheel đầm sen này ở ngay cái nhà của mình, cũng gần kế bên nhà của mình luôn. Thì các anh, các chị, các bạn mơ mốt mà có muốn đến đây thì ủng hộ cái quán thì mình đến Nam Bộ Đầm Sen này nha. Rồi bây giờ thôi các bạn mình ngồi chơi để cho mời nước rồi uống chút xíu đi. Trân trọng như gặp quý vị trong hành trình của mỗi con người của chúng ta, ai cũng có rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng một trong những ngày kỷ niệm đẹp nhất đó là ngày mà khi chúng ta cất lên tiếng khóc chào đời trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, và ở đó có sự vui mừng của gia đình hai bên, ông bà nội và ông bà ngoại. Và thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2024, là một ngày cũng rất là đặc biệt với toàn dân tộc Việt Nam của chúng ta, đó là ngày quốc tế lao động. Và ngày 1 tháng 5 đối với tất cả mọi người đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay còn là một ngày kỷ niệm thật là đặc biệt nữa. Đó là mừng sinh nhật nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Và trên gương mặt của tất cả quý vị bây giờ ai cũng rất là hân hoan và nở những nụ cười thật là tươi đẹp nhất để dành cho nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn chào đón nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta bây giờ là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, được rất là nhiều quý vị ngày hôm nay chào đón một cách rất là nồng nhiệt, bởi vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt của anh, đó là ngày sinh nhật. Bây giờ chắc có lẽ là Kim Tiểu Long sẽ có vài lời để nói với tất cả quý vị. Thật ra thì Long cũng không có dự định mà mình tổ chức cái buổi sinh nhật đâu. Nhưng mà bởi vì do nơi là Long nghĩ là hôm nay là cái buổi họp mặt để mà gặp nhau với tất cả các anh chị em, các bạn, các bè, cũng như là các tất cả các bạn em đồng nghiệp của Kim Tiểu Long. Mình giống như hôm nay là cả đi suốt một năm nay, từ 29 Tết mà từ Mỹ mình bay về, mà bay về là coi như từ 29 Tết cho tới bây giờ là hầu như là cứ là chạy show từ ở tỉnh cho tới về Sài Gòn, cho tới đi tỉnh đi liên tục. Cho nên là năm nay phải nói một cái điều là tổ nghiệp thương Long, tổ nghiệp cho Long, ông bà của Quyền Thất Tổ cũng phù hộ, trời Phật cũng phù hộ độ trì cho Long có rất là nhiều show ca hát. Cuộc đời đi làm nghệ thuật mà làm nghệ sĩ mà mình có được nhiều show ca hát, đó là cái danh dự, là cái hạnh phúc của một người nghệ sĩ. Nhưng hôm nay là Long cũng sắp sửa về Mỹ trở lại rồi, cho nên là Long muốn là ngày hôm nay sẵn cái ngày sinh nhật của Long thì Long mời tất cả anh chị em, bạn bè như các em đồng nghiệp á, mình họp mặt nhau, mình ăn bữa cơm trong gia đình thôi, để rồi mình còn mỗi người một nơi đi làm việc tiếp, cũng giống như là Long phải đi về Mỹ, Long còn phải đi làm việc, Long phải đi hát tiếp tục nữa. Cho nên cái buổi ngày hôm nay là cái buổi là bạn bè, anh chị em, rồi con cái ở trong gia đình mình gặp mặt nhau, từ hôm đó tới giờ, từ hôm Tết tới giờ mình không có ăn Tết, coi như hôm nay là ngày hôm nay là mình ăn Tết luôn. Rồi, coi như là ngày nào cũng là ngày Tết, chứ không có hỏng hết Tết nha. Cho nên là hôm nay là sẵn dịp là mình buổi tiệc gia đình ngày hôm nay, rồi là cũng là sinh nhật của Long, là ngày hôm nay là coi như là mình ăn Tết luôn. Từ hôm Tết tới giờ Long chưa có ăn Tết ngày nào hết trơn á, lo đi hát không à. Nhưng hôm nay là tất cả anh chị em, bạn bè, nếu mà có gì thì thiếu sót á, thì tại vì Long không có mời, Long cũng không có mời ai hết trơn, Long chỉ mọi người thương Long rồi muốn đoàn tụ rồi ăn cơm, bữa cơm gia đình thôi. Chứ nếu mà thật sự mà Long mời á thì còn rất 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 nhiều, mà nguyên cái nhà hàng Đầm Sen này thì chắc có lẽ là từ bạn bè, dòng họ, em út, bà con, cô bác, có lẽ là nguyên chỗ này là mình chứa không hết, có nghĩa là mọi người đến mà đông dữ lắm. Cho nên thôi Long, nếu mà mọi người có mặt ở đây hoặc là bạn bè em út không có mặt thì cái bữa cơm gia đình này coi như là Long xin lỗi tất cả các em, các bạn, các bè, là nếu mà có gì sơ sót thì nếu mà không có mặt trong buổi hôm nay thì Long cũng hẹn cái dịp khác thì mình họp mặt. Mong mọi người hãy quan nghĩ, thông cảm cho nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý vị, phải nói là ngày mừng sinh nhật là một ngày vô cùng là đặc biệt đối với tất cả chúng ta. Bởi vì vào dịp ngày sinh nhật thì cũng là lúc mà chúng ta nhớ về công ơn cha mẹ đã sinh ta ra khôn lớn nên người và cho con được trưởng thành và có sự nghiệp. Thì chắc có lẽ là cho dù ba mẹ Kim Tiểu Long ngày hôm nay đã ra đi mãi mãi rồi, nhưng ở giây phút mừng tuổi mới, chắc chắn là Kim Tiểu Long cũng có một lời ước nguyện gì đó cảm ơn đến ba mẹ của mình. Trước tiên là Long cảm ơn tạo hóa cũng như là trời Phật đã ban cho Long là một người con, là một người nghệ sĩ, cũng như là cái người mà hai người mà Long cảm ơn nhiều nhất mà hiện tại thì không có mặt ở đây là ba và mẹ đã sinh Long ra và cho Long được cái hình hài này, một gương mặt này, một giọng hát này, một cái sự duyên dáng trên sân khấu của tinh cha quyết mẹ mà ngày hôm nay mà Long được tất cả mọi người trên mọi miền đất nước, cũng như là từ trong nước cho tới ngoài nước, ai nói tới rồng nhỏ Kim Tiểu Long thì mọi người cũng thương, ai cũng thương Long từ lời ca tiếng hát của Long hết. Cảm ơn ba mẹ đã sanh con ra và cảm ơn trời Phật, cảm ơn những người tri ân những người khán giả đã thương Mộ Địa Bốn Phương, đã thương Long trong những mấy chục năm vừa qua. Cho nên là những lời chúc tốt đẹp, chúc sức khỏe và chúc tất cả mọi người hạnh phúc và bình an.
Thưa tất cả quý vị, còn bây giờ chắc có lẽ là trong buổi tiệc ngày hôm nay thì chị Dân thấy có rất là nhiều các văn nghệ sĩ, các anh chị, đồng nghiệp và đặc biệt là những người thân yêu luôn luôn thương Kim Tử Long mỗi ngày, cũng như các bạn YouTuber đến đây rất là đông. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hòa cùng bài hát Happy Birthday để chúc mừng sinh nhật em sinh Nhi Kim Tử Long nha. Dạ, đây là bố Duy Anh. Và đặc biệt ngày hôm nay là cũng là ngày sinh nhật của bố Duy Anh luôn nha cả nhà ơi. Hả? Rồi, bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng hát bài Happy Birthday nào. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Chắc có lẽ là anh Duy Anh sẽ đại diện tất cả mọi quý vị đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Trước tiên là chúc mừng sinh nhật nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, rồi sau đó là tụi em sẽ chúc mừng sinh nhật anh. Rồi bây giờ mời anh Duy Anh. Ngày hôm nay là mừng ngày rất là đặc biệt. Như vừa rồi là Lý Triều Dân cũng đã nói rồi. Kính thưa quý vị, từ khi sinh ra và lớn lên cho tới bây giờ thì chúng ta không thể bao giờ quên với công lao nuôi nấng dạy dỗ của một người cha, còn với hình ảnh thương yêu trìu mến, âu yếm vuốt ve của một người mẹ đã tạo nên một ký ức không thể phai nhòa trong mỗi một con người chúng ta từ khi sinh ra và lớn lên. Điều rồi chúng ta không thể bao giờ quên với công cha biển rộng trời cao, nghĩa mẹ chan chứa biết bao ân tình. Thờ cha kính mẹ phận mình, chữ trung chữ hiếu nghĩa tình phận con. Và tình cảm thiêng liêng cao quý đó là ngày hôm nay ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long muốn chứng tỏ cái lòng thành đó, dù rằng cha mẹ không có mặt ở tại đây nhưng mà vẫn nhớ tới ngày sinh ra mà cha mẹ đã cho mình thân xác hình hài, khối óc và trái tim để biết yêu thương và san sẻ. Thì bây giờ anh đứng đây trước tất cả mọi người, trước tất cả quý vị thương yêu về tất cả YouTuber, kể cả anh em ca sĩ đồng nghiệp, và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay có một điều đặc biệt. Tôi muốn mời tất cả các con của ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long bước lên sân khấu chúc mừng cho cha mình ngày hôm nay. Xin mời tất cả các con lên chúc mừng, ôm hoa và chúc mừng cho cha của mình, cha nuôi của mình. Ngày rồi bây giờ đầu tiên là Triệu Dân xin mời chị hai, chị cả của, trong nhóm con của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, đó là bé Kim Tiểu Ly. Rồi đây là Kim Tiểu Ly, đây chị cả, chị hai. Rồi chị hai, rồi xin mời tất cả các con chạy lên đây. Tất cả các con chạy lên. Bây giờ đây, các con rồi, lên. Các con đứng đây, các con đứng đây được rồi. Đó. Các con đứng đây, bảo qua đây, đứng qua đây, bảo qua đây. Rồi, đứng đây. Đâu, Gia Hưng qua đây. Rồi, đâu. Gia Quý. Đó. Rồi. Mới xanh. Còn một đứa nữa đâu? Anh Thư đâu? À, anh Thư đâu? Che mặt anh Thư rồi. À, quý ra đây, quấn ra quý ra sau. Rồi, ok. Thưa tất cả quý vị thấy trên sân khấu của chúng ta bây giờ là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long cùng với các con của mình. À, các con thật là đáng yêu và dễ thương, và các con đều là những tài năng nhí trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, và chắc chắn tương lai của các con sẽ nối nghiệp cha mình là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Và ngày hôm nay là ngày sinh nhật của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Trước màn hình của tất cả quý vị đã yêu mến Kim Tiểu Long rồi thì quý vị sẽ tiếp tục yêu mến các con của nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long luôn nha. Xin quý vị dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho tất cả các con đến dự tiệc sinh nhật Kim Tiểu Long. Trời ơi, mô Phật ơi, ngủ một đêm sáng dậy sao đẻ dữ vậy. Quý vị ơi, rồi bố với anh nói cái sự mà cái nhân duyên của mà tại sao Long lại là có chỉ là có hai đứa con gái nè, là chị cả đó là Kim Tiểu Ly nè, rồi bé là Kim Tiểu Ngọc Anh nè, còn đứa nữa là con nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh chưa tới, thằng con trai nữa. Rồi bé Tin Tin nữa đi hát xa chưa tới, còn bây giờ nhân duyên nào mà đây nè, nguyên đám con đây đó, đẹp trai đẹp gái không, hát hay không nè. Và thưa quý vị, các anh chị các bạn, đây là tất cả các học trò của tôi.
ngày hôm qua là tôi được Viện Nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á bổ nhiệm cho tôi là giám đốc trung tâm. Và ngày hôm qua là chúng tôi ra mắt Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Âm nhạc Đông Nam Á với sự tham gia đặc biệt của ngôi sao ca nhạc, nghệ sĩ nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Và đặc biệt khi mà nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đến thì tất cả các con đều hát cho mỗi đứa nghe một bài, mỗi đứa nghe nửa bài thôi. Nhưng mà anh Kim Tiểu Long thấy là động lòng quá, bữa nào cũng hát hay, đứa nào cũng duyên dáng quá. Và chính vì như vậy mà anh Kim Tiểu Long có nhã ý là nhận hết tất cả đều là con nuôi của bà nuôi Kim Tiểu Long. Đó là cái nhân duyên đặc biệt. Và cái nhân duyên đặc biệt đó, anh Kim Tiểu Long có nhã ý là sẽ làm tình cảm cha con tại đất Việt Nam. Trước khi anh rời bên Mỹ, anh sẽ tổ chức cái chương trình đặc biệt đó là quay MV. Quay MV là tình cha con. Và có lẽ là quay tại hai nơi đó thưa quý vị. Một nơi là có lẽ là đi lên Lâm Đồng là đi du lịch, cho các con đi du lịch, sau đó là về miền Tây, rồi nhìn thấy các con mỗi đứa đi một nơi, mỗi đứa có thể là đứa cuốc đất trồng rau, đứa đi bắt ốc, đứa đi lượm lúa. Nói chung là tất cả những gì đó hình ảnh thương yêu đặc biệt nhất mà khi ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long sẽ làm cha. Mà khi làm cha như thế, nhìn các con như thế quá thương. Và rồi khi ôm lại tất cả các con thì nước mắt đều tuôn rơi hết tất cả. Đó là cái ý định mà ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long sẽ ra MV trước khi ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long ra về. Và bây giờ ra về Mỹ đó thưa quý vị. Và bây giờ xin mời các con hát. Sao chưa các con hát thì đúng rồi. Nhưng mà trước khi hát thì bây giờ các con sẽ tặng hoa đâu rồi? Những vòng hoa rất đẹp đâu tặng cho ba Kim Tiểu Long đâu? Ba Thành đâu? Ba Thành đâu Kim đó? Để cái vòng hoa đâu? À, để trên đó hết rồi đúng không? Và bây giờ để trên đó hết rồi, được rồi, tốt rồi. Rồi, như thế là được rồi ha. Rồi, thưa quý vị, các cô chị các bạn, và bây giờ là tất cả các con của ba sẽ hát cho ba Long ngày hôm nay. Và lần lượt các con sẽ được hát hết trên sân khấu ngày hôm nay để tặng cho ba Long. Và trước khi chúng ta đi vui tới một lần nữa thì bây giờ trả lại của quý vị khách mời đến chúc mừng Kim Tiểu Long cũng như là những chiếc bánh kem rất là ngọt ngào mà quý vị muốn gửi gắm tình cảm vào trong bữa tiệc đặc biệt ngày hôm nay, tiệc sinh nhật nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long 1 tháng 5 2024. Và bây giờ chắc có lẽ là Triệu Dân sẽ thắp lên những ngọn đèn ngọt ngào này để mời quý vị chúng ta cùng chúc mừng Kim Tiểu Long cũng như là Kim Tiểu Long sẽ thổi những đèn cầy này bước sang tuổi mới. Xin mời Kim Tiểu Long. Và trong lúc này đây thì chúng tôi xin mời quý vị tất cả chúng ta hãy cùng nâng đi lên. Tôi xin đếm 1, 2, 3. Quý vị cho một tiếng vô thật lớn chúc mừng sinh nhật của ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. 1, 2, 3. Và trong lúc ở đây xin thay mặt cho tất cả quý vị quan khách kính chúc cho ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long một khoảng trời mênh mông hạnh phúc, một tương lai thật rực rỡ huy hoàng, luôn gặt hái được những thành công tốt đẹp trong cuộc sống. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long sẽ thổi những ngọn đèn cầy ngọt ngào với chữ Happy Birthday để bước sang tuổi mới nha. Và bây giờ chắc có lẽ là Triệu Dân xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau Triệu Dân đến 1, 2, 3, quý vị nâng ly cũng thời điểm với cả Kim Tiểu Long thổi ngọn đèn cầy để bước sang tuổi mới. Rồi xin mời quý vị nào. 1 không rồi cứ Long muốn bữa tiệc ngày hôm nay Long không có dành riêng cho Long đâu, dành cho tất cả các anh, các chị, các bạn, các bè, các bà, cô bác ở đây có mặt ở đây và luôn tất cả các con của Kim Tiểu Long. Mấy con đứng lên, mấy con cùng thổi nến với ba nha. Ba không muốn thổi một mình ba mà cùng chung với nhau thổi, bởi vì san sẻ cái tình này cho tất cả các con. Rồi lên đây. Rồi bây giờ Triệu Dân xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly lên để Triệu Dân đếm nào. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Thưa tất cả quý vị, như vậy là nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã bước sang tuổi mới. Thay mặt cho những người tham dự buổi tiệc ngày hôm nay, xin chúc nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long luôn luôn thật là hạnh phúc, bình an trong cuộc sống, may mắn, được nhiều khán giả yêu thương và đặc biệt là được nhiều công chúng và thành công hơn trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu mà mình đã chọn. Xin chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Chúc mừng sinh nhật Kim Tiểu Long. Và để liên tục chương trình ngày hôm nay, tất cả chị các bạn sẽ thưởng thức một giọng hát cũng khá là duyên dáng, khá là xinh đẹp và giọng hát rất là đặc biệt trong ngày hôm nay nữa. Một tràng pháo tay thật lớn cho ngôi sao ca nhạc Sa Ca Trương Tuyên.
lời chào thân thương đến tất cả các tình yêu có mặt ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt, là birthday của chú yêu của con là chú Kim Tiểu Long. Trước khi hát thì con xin chúc chú yêu Kim Tiểu mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn đạt được những điều gì mình ước nguyện, và điều đặc biệt hơn là sẽ trúng bài được lớn như chú yêu con. Yeah. Vâng, và ca khúc Saka xin gửi tặng đến tất cả các tình yêu và chú yêu của con. Cũng giống như con thôi, hai đứa mình cũng ế phải không? Ế quá trời, ế luôn. Phải là ế, nhưng mà là tại vì kén quá. Ủa kén hả? Con thôi hai chú cháu mình kén đi. Vâng, và Saka hát ca khúc này tặng cho chú yêu của con. Thôi tặng con luôn. Hai chú cháu mình đẹp gì nó ế quá ai tin không? Đâu có tên được. Ủa chắc tin vậy đó hả? Tại vì do nơi là hai chú cháu quá kén rồi. Không yêu. Hả? Thế thì đương nhiên không yêu làm sao lấy được. Không yêu. Rồi hát đi con. Vâng, Saka sẽ hát ca khúc được mang tên Đạo Phu Thê. Xin mời cùng nghe hả? Không đi hát bài này quay lên tặng hoa cho mình luôn nữa.
Rồi cuối cùng chú cháu tiếp tục. Kiếp sau vẫn là chú cháu. Một trăm vỗ tay thật lớn cho nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long. Ủa, chủ sĩ cũng phải hát luôn phải không? Đúng rồi, không hát làm sao được. Rồi ba Long hát cái bài ruột của mình nhưng mà hát theo điệu techno. Mọi người, tất cả các con lên nhảy với ba Long nha. Con té. Rồi bài hát hát theo điệu techno, bài hát đường mang tên Thua một người dân. Em nợ. Let's go. Nhảy các em ơi. Tô Phương Trang, Quang Ngọc, Trương Y Du, Saka. Đứa nào không thuộc thì cầm video. Rồi xin mời Bảo. Hey. Xin mời Hà Dũng. Hey. Tô Phương Trang. Hà Dũng, Tô Phương Trang. Đời ai biết được ngày mai ta sẽ ra sao? Cuộc sống là bao gì đâu không mến thương nhau. Người thì lao đao, còn người kia sống không sang giàu. Anh em một nhà mà không thấy đau lòng hay sao? Ngày mai gió cuốn vai xa, dù
nhảy chỗ này mà tôi thấy đất nó lúng 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 xuống. Tôi hát mà tôi cũng hồi hộp quá trời, tôi sợ lát sập sàn không à. Rồi, quá quậy rồi. Dạ, xin cảm ơn này. Rồi, bảo lên đây. Dạ, lần đầu tiên cho phép con cùng với chương trình chúc cho cậu tuổi mới sinh nhật sẽ luôn là nhiều sức khỏe, bình an và thật là nhiều show để có thật là nhiều tiền để làm những việc ý nghĩa hơn nữa. Tôi em nói đi. Ờ, sáng giờ anh nói nhiều rồi, giờ anh nói đi. Không, anh biết nói gì vậy? Nữa hả? Dạ, thì giờ hôm qua nay hôm kia vợ cũng chúc nhiều lắm luôn á. Dạ. À, thì cũng nãy ai yêu cầu em vậy? Thấy chưa, mà lỡ tôi hát dở cái đưa lên YouTube cái ta cười tôi à. Cười đâu, em đau quá trời. Dạ ok ạ. À, nhạc giật hả? Chú bảo. Giật hả? Dạ. Vậy con gửi mấy cô chú với mấy em ở đây nè, là một bài hát được mang tên là Rước Dâu Miệt Vườn nha, remix. Là sao quen, chắc chứ là. Hey, cái này hết nhạc đi.
gì lên cái hát nhạc luôn. Trời đông lắm. Một, dạ, một sáng tác của Long Huỳnh được mang tên Chơi Xa Láng Remix, mọi người cùng lắng nghe ạ. 1 triệu view là có đây, là 1 triệu view hết luôn rồi đó. À 1 triệu view. Nhiều cơm lắm. Sao đây? Ok. Lâu không ăn bánh kem hết trơn hả? Để cắt bánh kem ra, kêu mấy em lấy bánh kem cắt ra cho mọi người ăn đi. Ok thôi. Dạ hôm nay sinh nhật cậu của con là chơi xa láng luôn nha bà con ơi. Anh em ta cùng say, đêm nay mình chơi tất cả. Hai vai chơi tay bên, quyết không say không về. Cảm ơn anh nhiều ạ. Hết rồi hả? Vậy chưa đã mà hết rồi.